Độc lạ hoa hậu, sao Việt đi thi rồi đăng quang mà không ai công nhận. Ngọc Trinh, Ngân 98 đều bị tố mùa giải. Phi Thanh Vân có màn ứng xử để đời. Trở thành đại diện nhan sắc của Việt Nam tại cuộc thi hoa hậu quốc tế, lại còn là người nổi tiếng, lẽ ra các cô nàng sẽ phải nhận được sự quan tâm lớn. Vậy mà nhiều nàng hậu lại thi hoa hậu quốc tế kiểu vô cùng độc lạ, âm thầm đi thi rồi đoạt giải trong im ắng. Đến mức giờ nhắc lại, nhiều người còn chẳng biết các cô nàng cũng là hoa hậu. Ngọc Trinh, người ta vẫn chỉ thường biết đến Ngọc Trinh với những danh xưng như nữ hoàng nội y hay mỹ nhân vòng eo 56, nhưng thực tế, cô nàng còn có một danh hiệu khác ách hơn nhiều. Đó là hoa hậu Việt Nam hoàn cầu năm 2011. Năm đó, Ngọc Trinh đã tham gia cuộc thi này tại Mỹ và xuất sắc vượt qua 35 thí sinh để trở thành chủ nhân vương miện. Ra quốc tế kiếm thành tích về, nhưng nữ diễn viên chị em hai lại không nhận được sự ca tụng hay khen ngợi. Việc đăng quang của Ngọc Trinh bị xem là một trò hề, cô bị trêu là hoa hậu ao làng và hầu hết khán giả đều cảm thấy Ngọc Trinh không xứng đáng với danh hiệu hoa hậu. Bởi tuy rất xinh đẹp, nhưng khi trả lời phỏng vấn, cô nàng lại để lộ lối ứng xử còn nhiều yếu kém và quá vô tư. Dù netizen xem danh hiệu hoa hậu của Ngọc Trinh thật đáng xấu hổ, nhưng cô nàng không quá bận tâm. Thậm chí nhiều năm sau, nữ diễn viên còn tự hào khoe, tôi cũng là một hoa hậu chứ bộ khi nhìn lại thành công của mình năm đó. Ngân 98, không hổ danh là đàn em của Ngọc Trinh, Ngân 98 khi vừa có một xíu danh tiếng cũng ghi tên mình vào những cuộc thi hoa hậu. Nhưng thay vì góp mặt ở những cuộc thi uy tín trong nước, cô nàng lại sang tận nước ngoài để tham gia Hoa hậu doanh nhân sắc đẹp thế giới 2019. Bất ngờ thay, người đẹp đã lập tức giành được ngôi vị Á hậu 2. Ngoài ngôi vị Á hậu 2 chung cuộc, nghe nói cô nàng còn đoạt giải phụ người đẹp hình thể tại cuộc thi. Nổi lên bằng những lùm xùm nhưng lại có thể trở thành Á hậu, nhiều khán giả lập tức nghi ngờ cô nàng mua giải. Trước sự ngờ vực của khán giả, bạn gái Lương Bằng Quang khẳng định, đây là một cuộc thi lớn, quy mô và chuyên nghiệp nên tôi tin tưởng giám khảo sẽ công tâm trong việc chấm điểm. Dù vậy, cũng chẳng ai gọi Ngân 98 là Á hậu, vì rõ ràng phong cách và những phát biểu của cô là hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của một beauty queen. Phi Thanh Vân. Việc Phi Thanh Vân đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2017 từng gây xôn xao cõi mạng suốt một khoảng thời gian. So với Ngân 98 và Ngọc Trinh, Phi Thanh Vân tạo được sự quan tâm nhiều hơn trong lúc dự thi. Nhưng khán giả chú ý thì nhiều chữ ủng hộ cô thì chẳng bao nhiêu. Tại đây, Phi Thanh Vân đã để lại màn ứng xử độc lạ và hài hước nhất lịch sử. Khi được hỏi, em muốn thay đổi gì về ngoại hình để trở nên xinh đẹp hơn? Nữ diễn viên đã hồn nhiên tuyên bố, anh à, em còn chưa đủ đẹp sao anh? Dù giành được vương miện nhưng với màn ứng xử đấy, Ngô Thanh Vân lại trở thành trò cười, bị netizen chế giễu không ngừng. Vì không được lòng công chúng nên sau này, Phi Thanh Vân cũng chẳng thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật với danh hiệu Hoa hậu. Quế Vân. Năm 2013, Quế Vân sang Mỹ để tham gia Hoa hậu Người Việt Hoàn Cầu, rồi bất ngờ đăng quang ngôi vị Á hậu 1. Ai cũng sốc khi thời điểm đó, Quế Vân đã có chồng con, vậy mà vẫn có thể trở thành Á hậu. Cuộc thi này ngay từ những mùa đầu tiên được tổ chức đã mang nhiều tai tiếng. Và trở thành Á hậu 1 tại đấu trường được cho là ao làng, Quế Vân tất nhiên cũng không nhận được sự tin yêu của khán giả. Mặc dù ngay khi trở về Việt Nam, Quế Vinh cũng bắt đầu thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện như những nàng hậu trong thời gian đương nhiệm vẫn làm. Song bạn thấy đó, cho đến giờ thì cái tên của cô chỉ được biết đến với những lùm xùm mà thôi, chứ chẳng ai nhớ cô từng là Á hậu một cả. Có thể thấy, các mỹ nhân đi thi hoa hậu vừa rồi đều có vấn đề gây tranh cãi. Người thì đã có chồng con, người mang nhan sắc đã qua trùng tu, người thì đầy sự ồn ào, vậy mà vẫn có thể đăng quang. Với những vấn đề khó chấp nhận như thế, danh hiệu của họ bị nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu.